tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca ngợi quân nhân a ca ba ca gia và hân hô tòa ha ca tê ca lê do người vô cao mà chúng con đã trong thành thì hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đây là chương trình Phật pháp rất là mạnh trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con đang nhận lời thành kính đảnh lễ với tôn đức thầy giáo tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng giêng năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma thì theo giáo đẳng biên soạn thuộc tánh thức tánh ca giác cầm mình nhất ta thức tâm chính tánh cầm mình nhất ta sẽ do thầy giáo đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả đại lễ tam bảo chúng con kính thỉnh thượng đạo minh hạnh đọc kinh đại tam bảo năm một bức thà nhé. Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thị đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết bạc ru trong thiện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn phóng trị quý đức cầu phúc lành phát sanh. Kính tri ân sư Minh Hạnh, chư tôn đức kính thưa đại chúng. Vào hôm nay giáo trình thắng pháp của Abhidhamma bài 54 thuộc tánh thức tánh thức tâm, chúng con cũng thực hiện đi tự ghi bài học của bậc thầy nhé. Dạ, nó một bức thay giá và chúng tôi tự siêu đã rơi trong rồi ở có nghĩ đó để đang như vào trở lại để xin quý đạo chờ đợi trong ít phút. Có lẽ tiện tôi thể sửa ra trục trặc đường truyền cho nên rất mà cung kính thỉnh thầy đặc đẳng ạ. Hay là con đọc bài luôn rồi thỉnh thầy có dạy.
Dạ, nam mô Phật nhá. Con thấy thiền tọa Tề Siêu bị rớt mạng liên tục, con xin đọc bài trước. Nam mô Phật nhá. Bài Thất Pháp 54. Thất tánh Kaya Kamma Kammanyata Thất Chitta Manyata. Thích nghi để tồn tại là thứ bản năng tìm thấy trong cả hai thứ động vật và thực vật. Trái với những đa số các thuộc tính khác, thích nghi thường được hiểu là khả năng thuộc tâm lý thế, thuộc tâm lý. Thế nhưng trong thế giới vật chất vô thức thì vẫn có hiện tượng tự thay đổi để hài hòa. Thường thì đây là một quá trình, thế nên rất khó để hiểu khả năng thích nghi trong một sát na tâm. Nói chính xác, thích tánh, thích tâm là gì? Sự thích nghi ở đây không phải là một thái độ mà là chất liệu khiến tâm hòa quyện với thực tại. Nên lưu ý, thuộc tánh vô sân là sự hòa dịu mát mẻ đối với nghịch cảnh, còn nhu tánh, nhu tâm là sự mềm dẻo trong lúc thích tánh, thích tâm là tố chất khiến bốn danh quận thích nghi trong mọi trường hợp nghịch cũng như thuận ở nhiều mức độ khác nhau. Thích tánh, thích tâm theo cách nói vĩ mô. Thích nghi là khả năng tồn tại trước những khác biệt như câu khi ở La Mã thì làm như người La Mã. Sự thích nghi không có nghĩa là chỉ đối với nghịch cảnh mà còn đối với thuận cảnh. Quá thân không có nghĩa là vong thân. Sự sống còn luôn đòi hỏi khả năng thích ứng trong mọi tình huống. Có thể ví dụ như một người tạo lập một cửa hàng buôn bán, không phải chỉ buôn bán những thứ mình thích, mà còn tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng vốn thay đổi thường xuyên. Khả năng thích nghi này giống như trình bày về sự biến dạng để tồn tại theo môi trường, theo thuyết diễn tiến hóa của Charles Darwin. Chính khía cạnh thích nghi này tạo nên sự hòa quyện của tất cả tâm tịnh hảo. Thích tánh, thích tâm theo cách nói đại loại. Đặc tánh thích nghi là một điểm thường bị gạt ra ngoài lề bởi những người học Phật. Tôn giáo tính thường tạo nên sự bảo thủ, cố chấp. Đức Phật dạy con đường trung đạo, tránh xa cực đoan. Lấy ba thí dụ từ Tam Tạng Kinh Điển để hiểu điều này. Trong Luật Tạng có đề cập đến bốn pháp dung hòa là cách ứng dụng giới luật xét lên những điều được Đức Thế Tôn ban hành hoặc không có ban hành. Dân biết cả quê mà già y đành á các bạn thì đi à bạn thích kiệt tăng tăng chế à các bị dân anh được lô mê đi các bị dân bắt đi bà hát đi tam vô nà các bạn thì dân biết cả quê mà già y đành nà các bạn thì đi à bạn thích kiệt tăng tăng chế các bị dân anh được lô mê đi dạng bát tị ba hát tị tam vô cấp bát tị dạng bí khắc quê mà già y đằng cấp bát tị đi anh nên nhung nhà tăng anh nên nhung nhà tăng tăng chế a cấp bí mô hề cấp bí dạng bát tị ba hát tị tam vô nà cấp bát tị dạng bí khắc quê mà già y cấp bát tị đi anh nặng nung nhà tăng tăng chê các bị dạng anh nặng lồ mê tí các bị dạng bắt tí bà hát tí tăng vô các bắt tí tí mà hà quá cá 305. Một thí dụ khác là năm điều để qua đánh tắt thỉnh cầu mặt đi phấn tạo sống ở cội cây vân vân. Đức Phật được trả lời là nếu muốn chư tỳ kheo có thể thực hành nhưng không phải là điều bắt buộc. Thí dụ thứ ba nên được nêu ra ở đây là ngay cả trong quan niệm nhận thức, Đức Phật cũng dạy nên tránh cực đoan với chấp thủ, chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là hư vọng. Có thể nói cái nhìn của chánh niệm sati đúng nghĩa là sự thật thế nào ghi nhận như vậy là thái độ thích nghi ở mức độ tế nhị trong đời sống của người tu Phật. Ngữ và nghĩa. Phật pháp thường được gọi là giáo lý chứ không phải là giáo điều. Dogmatic. Sự đóng khung của giáo điều thường tạo nên những áp đặt gây nhiều hệ lụy cho con người,
Thí dụ Phật Pháp dạy bố thí là một thiện hạnh, và cũng đưa ra những hình ảnh những người xả tài ở mức độ gần như bỏ tất cả tư hữu, nhưng không có nghĩa Phật Pháp bắt buộc tất cả người tu Phật đều phải bố thí như vậy, mà tùy vào sự phát tâm. Giáo điều thường thiếu tính cách ghi, nhưng giáo lý thì là một khung trời rộng mở cho nhiều căn tánh và hoàn cảnh khác nhau. Nên cẩn thận. Thông thường, sự thích nghi được hiểu là khả năng thích ứng với nghịch cảnh. Thực tế thì dù thuận hay nghịch đều cần thích nghi đối với sự khác biệt. Thí dụ như có người cảm thấy dễ chịu để ngủ trong một căn phòng đơn sơ, nhưng lại không quen khi được ngủ trong một căn phòng sang trọng. Thích nghi được hiểu là không đòi hỏi một dạng thức nhất định để tồn tại, mà là khả năng linh động như câu hòa như bất đồng. Hình ảnh minh họa, hôm nay có hình ảnh, hai hình ảnh, một hình ảnh ở phần trên đem hai thuộc tánh, và một hình ảnh thuộc tánh thích tánh thích tâm. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh nhu tánh, thuộc tánh nhu tâm. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh thuần tánh, thuộc tánh thuần tâm. Đã nội dung bài học đến đây là chấm dứt. Chúng con chưa thấy thượng tọa đệ sư trở lại, con kính thỉnh thượng tọa giác đạo nam mô bổn sư nhé. Kính thưa quý vị, hôm nay điều trị của chúng tôi bị trục trặc, cho nên giờ này chúng tôi phải nói chuyện qua Facebook của thượng tọa giác đẳng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp, chúng ta sẽ học đến một cái cặp thuộc tánh, đó là thích tánh và thích tâm. Cái chữ tâm tánh ở đây đó, tâm là để cho tức quẩn, còn tánh ở đây là để chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, như chúng ta đã học trước đây với mấy cặp đó. Thì như vậy, mặc dù chữ Pali gọi là Kaya Kamanyata là thích thân, nhưng mà để cho dễ hiểu thì thường thể do lắng lấy ý nghĩa là tánh để tâm đi một cặp với tâm. Thì hai cái thuộc tánh này, nếu mà chúng ta suy xét cho kỹ cái ý nghĩa, thì chính những cái đặc tính của nó sẽ làm cho cái tâm tình hảo trở nên thù thắng đặc biệt hơn. Và do vậy
điểm tận quý của thông sinh ở Trung Hoa, rồi tịnh thân vô thân vô tâm, tích thân tích tâm, thuận thân thuận tâm, tích thân tích tâm. Chúng ta phải học cho kỹ các khía cạnh đó, để khi mà hiểu rõ được 19 cái thuộc tính này, nó có cái đặc điểm gì và có tính chất như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đối với pháp độc sanh, lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của một cái tâm tịnh hảo như là tâm thiện. Khi mà sanh khởi nó có những thuộc tính đặc biệt như vậy, cho nên cái sự tu tập của chúng ta sẽ dựa vào các cái thuộc tính đó, một chúng ta triển khai, chúng ta phát huy cái tính chất này. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ học đến cái thuộc tính thích tánh, thích tâm, kaya kamayata, citta kamayata, sẽ do thượng tọa Diệu Đẳng thuyết giảng. Và bây giờ thì hồi nãy chúng tôi có nghe cô Lâm Dầu Nguyệt MC ở Trung Trung đã đọc bài, bây giờ đã xong. Xin kính thỉnh thượng tọa Diệu Đẳng bắt đầu thuyết giảng cho bài học hôm nay. Và bây giờ chúng tôi đang cố gắng để cho tôi ổn định lại, khắc phục lại cái wifi, để xem có vào được để thâu được hay không. Xin kính thỉnh thượng tọa. Đặc tính của tịnh hảo, khả năng thích nghi, sự thích nghi này một phần nữa đó là một cái thái độ mà khiến cho cô nói rằng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nói một cách khác là cuộc sống của chúng ta chắc chắn không phải là nó có một cái kiểu mẫu cố định và nó luôn luôn như vậy. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, năm đó chúng tôi 17 tuổi. Và khi chúng tôi sang Mỹ thì cái tiếng Việt mà chúng tôi nói, chúng tôi học đó là cái tiếng Việt của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và thời đó thì tiếng Việt cũng không có ảnh hưởng nhiều bởi những danh từ điện toán của một nước Việt Nam mở rộng về sau này. Vì sao này thì người ta có một số các cái danh từ mới mà hiểu rất khác như hơn ngày xưa. Thí dụ như là chữ đại trà, hay là chữ, thay vì nói đại loại hay nói chung chung đó là đại trà, hay là người ta có chữ sang mà sang chảnh chẳng hạn, những chữ mà trước kia bắt đầu chúng tôi không có. Thì phải nhận rằng cái thời gian đầu mà chúng tôi đọc một ít báo chí Việt Nam thì nghe cũng hơi lạ tai. Dạ, nghe hơi lạ tai. Nhưng mà chúng tôi nhận ra một điều là ngôn ngữ nó cũng giống như nhiều cái sự trạng của đời sống đó. Nó thay đổi theo thời gian. Dù là tiếng Phạn hay tiếng Anh hay tiếng Việt cũng vậy. Nó thay đổi theo thời gian, dù chúng ta có thích hay là không thích. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Mình rời khỏi nhà, đi đến một nơi nào đó. Từ cái di chuyển, ăn ở, sinh hoạt đó, thì nó luôn luôn khác nhau. Và chúng ta càng
khó thích nghi thì chúng ta càng có vấn đề, càng có vấn đề. Như vậy là sự thích nghi nó là một cái tính cách rất là đương nhiên. Và chúng ta nhớ rằng ông Darwin là một nhà nghiên cứu về thiên nhiên. Ông đã đưa ra một cái thuyết mà gọi là evolution, hay là thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa này nó là một điều làm cho người ta kinh ngạc, ảnh hưởng lớn trong cái lịch sử về khoa học cận đại và đương đại. Dĩ nhiên là chúng ta nói ở tại đây không phải là chúng ta lấy thuyết Darwin là cái điều chúng ta tin hoàn toàn. Tại vì theo ông thì chính cái sự tồn tại nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm của trái đất từ những vi sinh vật nó biến thành những con vật, và những con vật đó nó lại tuy rằng nó một chủng loại đó nhưng mà nó thay đổi theo thời gian. Ở trong thế giới này người ta khám phá ra rằng những DNA tuy rằng nó có một cái nguồn, cái cội, nhưng mà theo thời gian nó cũng biến dạng. Hay là ví dụ như mới đây thì chúng ta nghe nói đến COVID-19 mà có loại gọi là COVID-19, tức là một cái loại mà COVID nó biến thể hay là biến dạng do nó tồn tại nhiều tháng ở trên trái đất này, tự nữa nó biến dạng. Thì trong cái nhìn khoa học á, thì COVID nó cũng chỉ là một thứ vật chất thôi, đó là một hiện tượng vật chất, nhưng vật chất nó cũng biến dạng. Mình chỉ đến loài vật có những loài vật mà Darwin quan sát thì thấy rằng khi mà nó sống ở dưới nước rồi chuyển sang bên bờ sống theo lưỡng tánh thì nó có những sự thay đổi đó nó một cách tự nhiên. Dạ, nó không phải nó muốn mà được, nhưng mà theo thời gian dài á, có những loài thì nó mất đi cái cánh, có những loài nó cái chân nó dài hơn, chân nó ngắn hơn, vân vân. Thì khả năng thích nghi để tồn tại đó là một cái gì rất là tự nhiên của tự nhiên và của thiên nhiên. Mình nói thiên nhiên được, của tự nhiên cũng được. Và ở trên phương diện tâm thức thì điều này nó lại là một cái yếu tố, nó có cái tính cách là cố định của những cái tâm tình hảo. Gọi là tâm tình hảo thì luôn luôn nó có một cái cặp thuộc tánh là thích tánh và thích tâm. Dạ, thích tánh, thích tâm ngày xưa như từ đầu từ siêu có đề cập đó là chúng ta có danh từ ngày từ sự dịch là thích thân, thích tâm. Chỉ thân ở đây chỉ cho thọ tưởng hành, và tâm ở đây chỉ cho thức, tức là của bốn danh quẩn. Thì cái sự cái mà gọi là thích tánh, thích tâm này đó, nó là một cái nó đóng cái vai trò của một sự thích nghi cần thiết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là quý vị nào ở Mỹ hay là đi nhiều quốc gia để ý có một cái công ty mà họ có nhiều chi nhánh ở trên thế giới là Starbucks Coffee. Thì công ty Starbucks này đó, họ bán cà phê, dĩ nhiên là ngoài cái độc đáo về cái tính cách mà tổ chức kiểu mẫu thì họ còn có một điều là họ thường có thêm nhiều mặt hàng thay đổi theo tùy thời gian, từng giai đoạn, từng mùa. Thí dụ như họ có những thức uống cho mùa đông, có những thức uống cho mùa hè, có những cái thức ăn cho buổi sáng, thức ăn buổi trưa, thức ăn nóng, thức ăn lạnh, và ngay cả những cái ly nước, cái bình nước họ bán nó cũng thay đổi liên tục. Thì bây giờ đó mình thấy cái cách của họ là họ rất là hay đó, là nếu mà lâu lâu chúng ta không đi Starbucks, chúng ta đi trở lại đó, thì chúng ta thấy rằng ở trên cái thực đơn
mà nói về thức ăn thức uống họ có thay đổi chứ không phải giữ cố định hoài. Mà ngay cả những cái hàng mặt hàng họ bán ra không phải chỉ cà phê, mà họ còn bán ra những cái bình, cái ly vân vân, họ cũng thay đổi. Và ngay cả cái tổ chức của họ cũng thay đổi. Và đó là cái đặc điểm mà khiến cho họ tồn tại. Hay một ví dụ khác là ở Mỹ có hai cái hãng họ cạnh tranh với nhau rất nhiều về thức uống là hãng Pepsi Cola và hãng Coca-Cola. Hãng Pepsi và Coca-Cola đó, họ đều có những cái thay đổi theo quốc gia, theo cái địa phương, theo cái thời thế. Không phải là mình thấy Pepsi luôn luôn họ chỉ có chừng đó mặt hàng, hay Coca-Cola chỉ chừng đó mặt hàng, mà họ phải có nhiều cái phương án để tồn tại. Thì như vậy là ở trong cái sự tồn tại của tự nhiên, không có một cái kiểu mẫu nào mà nó mang tính cách là cố định, một kiểu mẫu mà nó tồn tại mãi mãi được. Và dĩ nhiên là điều này đôi lúc nó tạo nên những cái lấn cấn, tạo nên những cái khó khăn cho nhiều cái sự tồn tại. Thí dụ như ở tại các ngôi chùa, ở tại những cái nơi sinh hoạt của người ta hay có một cái kiểu mẫu nào đó mà người ta muốn lặp đi lặp lại, thay đổi rất là khó. Khi mà chúng tôi làm việc trong giáo hội Nông Thống Nhất nhiều năm trước đây, thì ở trong vai trò chúng tôi đôi khi khó khăn là chúng tôi là người thường điều khiển các chương trình đại hội hay là các buổi lễ. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhận ra một điều là đa số chư tăng và Phật tử thường, nhất là những vị lớn tuổi đó, hay có một cái tính cách gọi là rập khuôn. Rập khuôn tức là xưa bài nay làm luôn luôn phải như vậy. Thí dụ như là nghi thức buổi lễ ban đầu phải chào cờ, rồi phải có diễn văn khai mạc, rồi phải có diễn từ của hội đồng này, hội đồng kia, rồi sau đó phần nghi thức vân vân. Và khi họ làm như vậy thì họ có những vị có vai trò cố định là vị hòa thượng chủ tịch đó phải đọc diễn văn hoài. Rất cái khuynh hướng mà một cái kiểu mẫu nhất định nó trở thành một cái lề thói mà mọi người mong muốn như vậy. Và đa số tăng ni, các Phật tử họ rất sợ cái sự thay đổi mới. Và họ chỉ một cái kiểu đó thôi. Có thể là tốt hơn một chút, dài hơn một chút, ngắn hơn một chút. Nhưng mà không có là không được. Và không có không được thì trên phương diện tôn giáo đó, nó cũng có một điều là nó cũng sẽ giằng co. Ví dụ như ở Mỹ thì người ta cũng có hai cái khuynh hướng mà chưa có thời nào mà đối chọi cho nó sâu sắc như Christian. Thì cái khuynh hướng bảo thủ đó, thì họ muốn giữ cái bộ nhất định. Đây là cái xã hội thường thôi. Những người da màu không có được nắm vai trò lãnh đạo, những người phụ nữ không chỉ vai trò lãnh đạo vân vân. Và cái xã hội cấp tiến thì họ mong muốn rằng phải chấp nhận những đổi mới, phải chấp nhận thế này thế kia và luôn kết thúc với nhau. Ở trong đạo giáo cũng vậy. Đạo giáo có thể nói rằng một trong những cái lý do một sự phân hóa của Phật giáo cũng như nhiều tôn giáo trên thế giới đó là luôn luôn nó dựa trên hai cái yếu tố là bảo thủ và cấp tiến. Bảo thủ là muốn giữ cái truyền thống ngàn xưa, và cấp tiến chỉ là hòa theo cái nhu cầu của đại chúng. Và hai cái khuynh hướng này đó, một khi mà người ta không chấp nhận được cho nhau thì dẫn thành hai nhà gã rẻ, tạo nên cuộc ly dị. Dạ, ly dị rất là thú vị là trong lịch sử Việt Nam, mặc dù là truyền thuyết, mặc dù là thần thoại, nhưng mà người Việt Nam đã tạo nên cái huyền thoại của Lạc Long Quân và Âu Cơ, tức là hai cái vị thái tổ của người Việt. Dạ, khi mà không sống chung nhau được thì một người dẫn 50 con lên núi, một người dẫn 50 con xuống biển.
và lên núi và xuống biển là đi theo hai cái hướng khác nhau. Và có lẽ như vậy đó, nó tạo nên một cái hình ảnh, một cái dân tộc Việt Nam mà đi vào nhiều cái ngã rẽ về sau này. Dù sau đi nữa thì thứ vị có những cái kiểu bỗng mà chúng ta không thể nào mà nghĩ rằng nó phải rập khuôn như vậy, nó phải luôn luôn là như vậy, nó phải mãi mãi là như vậy, mà nó phải thích nghi. Tương tự như là chúng tôi buổi sáng nay muốn rời chùa đi đến một nơi nào đó đó, thì chúng tôi phải chuẩn bị y phục bởi vì bên ngoài trời lạnh, nhưng mà rồi lạnh ở ngoài đường nhưng mà không lạnh ở trên xe, và bước trên xe mà đi vào bên trong một nơi nào đó thì ở trong nó sẽ nóng. Thì như vậy nếu mình chỉ mặc đồ rất là ấm mà không thể cởi ra được thì nóng vô cùng. Thì như vậy mình phải thích nghi với cả hai cái thời tiết là nóng và lạnh và cái vừa vừa nữa. Và ở đây chúng ta nói đến một cái khuynh hướng đối lập lại với cái sự thích nghi, đó là luôn luôn chấp thủ, bảo thủ một dạng thức, mà trong cái dạng thức đó phủ nhận tất cả cái sự thay đổi. Nhưng mà rồi qua một cực đoan khác là người ta muốn là luôn luôn thay đổi, mà thay đổi nhiều quá thì nó mất gốc. Chúng ta thường nghe một cái thí dụ về cái châu trống chiêu tập. Và trống chiêu tập là một cái trống bằng gỗ. Ngày xưa khi mà người ta muốn quy tụ dân làng, người ta đánh trống lên, nhưng mà vì xài nhiều năm nó nứt đi, người ta dùng những cái niêm bằng gỗ để họ trám vào. Và cái trống bằng đồng rất là hay, tại vì nó làm bằng một loại gỗ, nguyên một cái khúc gỗ duy nhất rồi khoét ra họ làm trống, do đó cái âm thanh rất là hay. Nhưng mà lâu ngày cái trống chiêu tập này nó gỗ tập khác, bởi vì người ta phải lấy những con niêm còn đóng vào những khe đứt, thành cả âm thanh nó không giống như ngày xưa nữa. Thì phải nhận một điều rằng trên diện tôn giáo là trường học, trong lớp học Phật pháp Buddhadharma này, chúng ta cố gắng để duy trì cái giá trị truyền thống của Tam Tạng Kinh điển Pali, duy trì và chánh đạo. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngay cả trong Tam Tạng Kinh điển Pali thì cái cách học và cách hiểu của chúng ta mỗi thời nó có mỗi khác đi, chứ nó không thể nào mà nó có một mức độ cố định hoài. Thì cái quan điểm của chúng ta ở tại đây là không phải là mình chỉ thích nghi với nghịch cảnh. Yeah, nghịch cảnh tức là cái thuận cảnh, cái cảnh mà cảnh khó khăn, mà ngay cả đối với những trường hợp mà nó thực sự thuận cảnh nhưng mà nó quá tốt, mà nếu nó khác biệt đi thì đối với nhiều người đó, người ta cũng khó chịu về điểm đó. Chúng tôi có một lần đi lên Minnesota với một số chư tăng để dự cái đại hội và lễ Phật đản chung ở trên đó, thì cách đi nhiều năm. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ có một gia đình Phật tử tương đối họ rất là giàu có, thì họ thỉnh hai vị hòa thượng bên nhà họ, vì ở trong nhà họ có phòng và họ cũng mến mộ hai vị hòa thượng này, và để họ cúng dường thức ăn trong thời gian quý ngày ở tham dự đại hội. Thì thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng buổi sáng đó, trước khi mà đại hội bắt đầu đó, thì vị hòa thượng đi vào bước vào trong hội trường của chùa Phật Ân. Ngài có nói với chúng tôi rằng hôm qua về nhà Phật tử đó ngủ, nhưng mà mình không có quen, và cái phòng ngủ họ nó rộng mênh mông,
và cái giường của họ nó quá sang trọng. Đó, cái nhà tắm của họ nó quá rộng, quá sang trọng, cái gì cũng sang trọng quá. Đó, làm cho mình trở nên khó ngủ. Thì quý thầy khác cười, quý thầy nói rằng phải biết vị hòa thượng nhường cái đó cho tụi con, rồi hòa thượng ở cái phòng của tụi con thì ở chùa thì chắc là hòa thượng ngủ được. Nhưng hòa thượng nói rất là thật. Yeah. Thì như vậy chúng ta hiểu một điều rằng không phải là cái gì nó thuận ấy, nó cũng hợp với chúng ta đâu, nó cũng được với chúng ta đâu. Chúng tôi đọc ở trong báo chí đó, có những trường hợp là có những người họ nghèo, họ sống tương đối khổ nhưng mà an toàn, nhưng mà khi họ trúng số rồi, họ có quá nhiều tiền thì cái nhiều tiền cũng làm cho họ khổ, tại họ không thích nghi được cái nhiều tiền đó. Thật ra khi mà chúng ta đề cập chữ thích nghi đó, thì nó rất là khác với cái chữ vô sân. Và vô sân ở đây tức là cái tâm mát mẻ đối với nghịch cảnh. Còn cái chữ thích nghi đó, là cái sự hòa quyện đối với tất cả sự khác biệt. Và sự khác biệt này nó bao gồm cả hai. Mình chịu chịu nổi, nó khác biệt, người ta không quen. Có nhiều người lạ lắm thưa quý vị, không phải là cái tốt mà họ quen đâu. Có nhớ rằng có một người nói với chúng tôi rằng có một nghệ sĩ Việt Nam cũng rất là nổi tiếng, làm cũng có nhiều tiền, cũng nổi danh có nhiều tiền, nhưng mà dù vậy nhưng không quen ăn những thức ăn mà của người có tiền, mà thường ăn những thức ăn rất là thanh đạm, giống như ăn khô, ăn mắm, ăn thường thường thì ăn được, nhưng mà ăn những cái thứ mà nó cao sang chút xíu thì cảm thấy không ngon miệng. Dạ, thì chúng ta hiểu rằng khi nói chuyện thích nghi thì nó không đơn giản là mình nói là mình phải làm quen với cái nghịch cảnh đâu, mà chúng ta nói là thích nghi có nghĩa là mình hòa với cái khác biệt. Và bên cạnh đó thì người ta cũng có thể hiểu lầm là thích nghi có nghĩa là mình biến tướng, mình vong thân, mình đánh mất đi cái gọi là chính mình. Thì đây là một cái điểm tế nhị khác. Đây là một điểm tế nhị khác. Thích nghi không có nghĩa là mình không còn là mình nữa. Không nghĩa là người ta nói rằng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mình mặc áo giấy mình không còn mình nữa, mà mình trở thành ma chẳng hạn. Thì thật sự mình phải nói rằng dù mặc áo cà sa hay là ma đi nữa thì người đó chỉ là người đó thôi. Tuy nhiên chúng ta phải dùng một cái thí dụ khác, và thí dụ này nói đến sự thích nghi để tồn tại mà không có biến tướng nữa. Chúng ta lấy cái ví dụ về về đất nước Nhật Bản. Nhật Bản là một cái xứ mà thưa quý vị, họ rất là nổi bật ở phương Đông của chúng ta, đó là cái cuộc cách mạng hay là cuộc canh tân của Thiên Hoàng Minh Trị. Chúng ta nhớ rằng Nhật Bản mà vào thế kỷ thứ 18 thì họ cũng giống như là nhiều quốc gia Á Châu của chúng ta, nhưng mà chính Thiên Hoàng Minh Trị đã khiến cho nước Nhật họ thu thập được những cái tinh hoa của phương Tây, nói chung là của nước ngoài, và họ có nền kỹ nghệ rất là đáng nể. Ngày hôm nay đó, người Việt Nam vẫn còn chật vật để đóng những chiếc tàu vài ngàn tấn, tàu chiến vài ngàn tấn, nhưng mà chúng ta nói cách đây khoảng 80 năm, người Nhật Bản họ đã đóng được những hàng không mẫu hạm, đã đóng được những chiếc tàu ngầm và chế máy bay. Thì một điều mà Thiên Hoàng Minh Trị đã làm đó là gửi người Nhật Bản đi làm công, đi khắp nơi trên thế giới, đi học, và họ là những công nhân ở trong những nhà máy, là những người nghiên cứu sinh ở trong các phòng thí nghiệm, và những sinh viên trong các trường đại học từ bên Mỹ cho đến Âu Châu.
Và khi mà trước khi giải chiến thì Nhật Bản đã từng đánh bại Nga, một cái cường quốc của Âu Châu. Bởi vì sao? Vì họ không còn đương đầu với nước khác bằng cung tên, bằng võ nghệ, bằng bùa chú nữa, mà họ đã chế được những cái gọi là hỏa khí, súng đạn, thậm chí những cái gì mà Tây Phương có thì họ cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta sang bên Nhật á, thì chúng ta thấy có một số cái đặc điểm của người Nhật, đó là ví dụ như người Nhật khi mà có cuộc cách mạng của Thiên Hoàng Minh Trị thì họ không còn xài âm lịch nữa. Họ thống nhất với nhau xài dương lịch. Ăn Tết cũng là dương lịch. Ví dụ như kỳ rồi, cách đi 3 ngày là 1 tháng Giêng dương lịch. Thì đối với chúng ta là một ngày đi qua, và chúng ta chờ cho đến 3 tháng 2 thì chúng ta có Tết Nguyên Đán. Nhưng mà ở tại Nhật Bản thì vừa qua đó, 1 tháng Giêng, tức là cách đây 1 ngày đó, 2 ngày đó đã là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán họ thấy theo dương lịch. Và ngày Phật Đản thì họ cũng làm vào cái ngày rằm tháng 4, nhưng mà cũng là tháng 4 dương lịch. Rồi ra khi mà chúng ta muốn tham dự cái lễ Phật Đản của Nhật Bản thì chúng ta sang Nhật Bản vào tháng 4 dương lịch, tức là trước 1 tháng, thì nhiều chùa tổ chức Phật Đản rất là trọng thể. Đó là một điểm rất là thú vị. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào đến Nhật Bản thì quý vị cũng thấy được một cái hình thức khác, là người Nhật họ đi làm họ mặc đồ vest, và đồ vest kể cả người nam hay người nữ, và họ mặc đồ thì rất là Tây phương. Rồi không phải chỉ như vậy mà cái xã hội Nhật Bản đó, hầu như là họ tiếp nhận tất cả những cái gì gọi là khoa học kỹ thuật của Tây phương vào trong đời sống. Thời Tự Đức, thời mà chúng ta nghe câu chuyện Nguyễn Trường Tộ mà đi bên Tây về, tới rằng có những cái đèn mà nó trút đầu xuống đất mà đốt được đèn điện đó, thì các quan đều cười và nghi ngờ. Nhưng mà riêng đối với người Nhật Bản thì thưa quý vị, đèn điện đã được phổ cập trước thời vua Tự Đức được. Và chúng ta nói một cách khác là người Nhật, nếu mà mình đến xã hội Nhật thì họ đón nhận rất là nhiều những cái nhìn, cái suy nghĩ, phong tục tập quán của người Tây phương. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải nhìn nhận là người Nhật vẫn là người Nhật. Người Nhật vẫn là người Nhật. Cho đến giờ này đó, thì nếu mà nói về Phật giáo đó, và nói về chùa chuyện nói văn hóa đó, thì người Nhật đó, họ vẫn hơn người Việt Nam. Mặc dù họ theo Phật trong, họ nhận họ là Phật tử. Mặc dù chúng ta sẽ phê phán về những nhà sĩ Nhật là những nhà sĩ có gia đình, nhà sĩ Nhật thế này thế kia, nhưng mà chùa chiền của Nhật Bản và những cái nét nghệ thuật như là thiền học Zen, Zen Garden v.v. cũng ảnh hưởng ở trong xã hội Nhật. Nên nước Nhật là một nước mà cho chúng ta một cái nhìn về cái mà chúng ta gọi là thích nghi để tồn tại. Cho dù người Nhật họ tiếp nhận rất là nhiều những cái nền văn hóa của nước ngoài, đặc biệt nền văn hóa Tây phương, nhưng mà người Nhật khó thể phủ nhận được là họ luôn luôn vẫn là người Nhật. Đây là một điểm rất là khó hiểu khi mà một người đến Nhật Bản. Ai muốn nói sao cũng được, muốn nói rằng Nhật á, là họ hoàn toàn họ hoàn toàn bị tha hóa, hay là nói người Nhật á, là xứ bảo thủ, tại vì người Nhật họ có những đặc tính rất là Nhật Bản, thì ai muốn nói kiểu nào cũng được. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng họ có cả hai, tức là họ đón nhận những cái mới và họ làm tốt hơn, và họ làm tốt hơn khi mà họ đem cái người khác về.
Có một lần chúng tôi có nói chuyện với một vị thượng tọa, vị này học rất là giỏi về chữ Nôm và đọc truyện Kiều bằng chữ Nôm vanh bách vậy đó. Thì vị này là người rất thẩm quyền, thì vị này nói một câu là người Việt Nam mình có những thứ mà mình lấy của người khác mình về mình chế đó là dở. Dạ, ví dụ như là vị này than là cái chữ Nôm của Việt Nam nó biết là rườm rà lắm. Dạ, mình học chữ Hán nó mệt rồi mà đem về viết ra thành chữ Nôm thì nó lại nhiều nét hơn, nó là cực hơn. Chứ chúng ta không có viết được một cái cách là gọi là giản tự, là đơn giản hơn. Người Việt Nam chúng ta có cách gọi là bảo hoàng hơn vua. Thí dụ như là mình học theo Nho giáo thì mình cũng bảo hoàng, mình cũng bảo thủ hơn là cái gốc của Nho. Đi theo Thiên Chúa thì cũng hơn cả Thiên Chúa Pháp, mà theo Cộng sản thì hơn Cộng sản của Nga nữa. Thì người Việt Nam chúng ta có cái mình đó là mình làm cái gì cũng quá độ hơn người khác. Khi mà theo Tây thì bỏ hết ông bà cha, cái của di sản của ông bà cha mẹ để lại. Thật ra thưa quý vị, chúng ta nó nửa đạt nửa mở. Nhưng mà mình phải nói rằng riêng với người Nhật Bản đó, thì mình phải nhìn nhận rằng họ có thích nghi, và họ thích nghi nhưng mà họ giữ được cái bản chất rất là Nhật Bản. Những vị nào mà qua Nhật Bản rồi thì thấy rằng dù là từ những cái thành phố mà mang nặng cái cổ kính xưa như là ở Kyoto, hay là những cái thành phố rất hiện đại như Tokyo, Osaka vân vân, thì những nơi đó cho dù là họ có một sự phát triển rất là tiên tiến về kiến trúc, về khoa học kỹ thuật, nhưng mà cái văn hóa Nhật vẫn đậm chất văn hóa Nhật. Và người Việt Nam của chúng ta thì một khi mà tiếp nhận nền văn hóa khác á, thì hầu như là chúng ta hay xóa sổ cái cũ. Và từ cái nghĩa trang cũng dẹp bỏ, từ những cái đời này cũng dẹp bỏ, từ cuộc sống dẹp bỏ. Mà nhiều khi bây giờ một người bình thường vô một căn nhà Việt Nam ở Mỹ thì bảo rằng căn nhà đó có cái gì đặc trưng của người Việt Nam thì thật ra khó lắm. Có nhiều nhà hầu như chúng ta không biết. Không biết là nhà đó nhà Philippines, cái nhà đó nhà người Việt Nam, vân vân. Chúng ta, nhưng mà vào trong căn nhà Nhật thì chúng ta thấy người Nhật vẫn là Nhật, Thái vẫn là Thái. Cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn nhận. Thì khi mà chúng tôi nói đến cái chữ thích nghi ở đây thì chúng ta không nên hiểu đó là sự vong thân hay là cái sự biến chất. Hay nói cách khác, chữ thích nghi ở đây không phải là mất gốc. Chúng ta hiểu thích nghi đó là cái khả năng không có cứng nhắc, bám vào một cái dạng thức nhất định, nhưng mà cái khả năng tồn tại và ứng hợp với cái hoàn cảnh, cái môi trường, nhưng mà chúng ta vẫn là chúng ta. Thật ra trong chữ Hán người ta có cái chữ gọi là thù ứng, tức là một cái sự ứng hợp rất là thù thắng, diệu dụng ở trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nên sự thích ứng hay là thù ứng đó, nó cho chúng ta thì cái khả năng tồn tại, thích nghi với môi trường, với hoàn cảnh, nhưng mà không có mất gốc. Đây là một điểm rất là tế nhị mà nhiều khi chúng ta rất là khó để cảm nhận trong đời sống. Thì thứ gì, tất cả tâm tịnh hảo đó, nó đều phải mang cái đặc tính là thích nghi. Nếu mà nó không thích nghi thì nó sẽ trở nên đối chọi, nó trở nên phiền não và nó không có khả năng tồn tại được. Trên phương diện cách nói đại loại đó, thì chúng tôi có ghi ở tại đây là ở trong luật tạng và kinh tạng đó, nói rất nhiều về một cái sự việc mà người Phật tử ngày nay ít khi để ý tới. Chúng tôi nói ít khi để ý tới là bởi vì do cái tinh thần tranh luận đó, nên nhiều khi Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nguyên thủy thì lại có những nhà sư và có những Phật tử quan niệm cứng nhắc. Dạ, quan niệm cứng nhắc. Cứng nhắc đến nỗi mà chúng ta rơi vào tình trạng gọi là bảo hoàng hơn vua. Cách đây vài hôm với chúng tôi có đốt bài là khi mà hồi nhỏ chúng tôi ở chùa với các ngài như ngài Hộ Tông, ngài Trần Sự hay nhiều vị khác đó, thì các ngài rất là kỳ là vào ngày Tết
có những cái gì mà nó có liên quan đến ngày Tết. Thì ngày Tết là ngày Tết thôi. Nhiều lắm là một vài Phật tử mang cơm đến chùa trai tăng thôi. Điều đó không phải là sai. Nhưng mà Phật giáo Nam Tông đã từ chối. Phật giáo Nam Tông của Việt Nam á, đã từ chối làm một việc mà Phật giáo Nam Tông ở tại các quốc gia như Thái Lan, Miến Lan, Tích Lan, Miến Điện đang làm, đã làm và đang làm đó. Đó là đóng cái vai trò duy trì cái văn hóa. Và chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi ở tại Thái Lan thì ở Miến Điện, nhất là ở Thái Lan thì một ngôi chùa là nơi mà ngày Tết người ta cũng đến chùa có những sinh hoạt ngày Tết, thậm chí là những sinh hoạt lớn nhỏ gì người ta cũng đến chùa hết. Chứ không phải như là ở Việt Nam chúng ta là ngôi chùa là từ chối. Ngay cả thưa quý vị, Phật giáo Đại Thừa đó, Phật giáo Đại Thừa thì được biết là một Phật giáo sống theo Upayat, tức là phương tiện thích nghi. Nhưng mà khi chúng tôi sang bên Nhật Bản hay là Đài Loan thì Phật giáo Đại Thừa có rơi vào trong cái trường hợp là bảo thủ lắm. Khi mà người ta, thí dụ như một nhà sư Nhật Bản, hầu hết các nhà sư Nhật Bản đều có gia đình, lập gia đình. Khi mà nhà sư mà lập gia đình làm lễ cưới thì không làm lễ cưới ở chùa, mà qua bên chỗ gọi là thần xã của đạo Shinto để mà làm lễ cưới. Nhưng mà những cái thầy của đạo Shinto mà khi chết á, thì lại qua làm lễ cầu siêu ở bên chùa. Nó cũng hơi thú vị, nhưng mà đại khái là có thời gian người ta kỵ, người ta không làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ đó thì dần dà ở Việt Nam người ta có cái theo cái hình thức là tổ chức lễ hàng tuần. Nhưng mà khi chúng ta ở Thái Lan, ở bên đi qua Miến Điện ở Thái Lan, chúng ta thấy rằng những người Phật tử khi mà làm đám cưới thì họ vẫn làm lễ trai tăng ở chùa, và họ vẫn cung kính chư tăng đến và tụng kinh để chúc phúc. Và chứ không phải là ngay cả Đức Phật còn tại thế đó, thì cũng có những trường hợp có những lễ cưới mà người ta thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường. Chứ không phải là lúc nào mình cũng chống đối cái lễ cưới như là các ngôi chùa của Việt Nam, của Trung Hoa mà chúng tôi biết. Hồi xưa thì quý vị chỉ khi nào chết mới nằm vô chùa thôi. Chứ còn cái chuyện mà đám cưới mà tổ chức trong chùa là bị mấy người lớn tuổi họ chửi liền. Họ nói rằng đạo Phật là các ái ly gia, mà sao mà đem cái chuyện mà cưới hỏi vô trong chùa được. Nhưng mà dần dà rồi người ta nhận thấy một điều rằng đã có nhiều người Phật tử như ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở bên Nhật Bản đó, họ vào các nhà thờ tổ chức lễ cưới, mặc dù họ chết họ vô nhà, họ vô chùa. Tại vì trong cái không khí của một giáo đường, người ta lễ cưới họ cảm thấy nó có tôn nghiêm. Và bây giờ thì các chùa bắt đầu cho phép những lễ hàng tuần tổ chức ở chùa. Thì như vậy ý chúng tôi muốn nói một điều đó là ở trong cái quan niệm về tôn giáo đó, người ta thường đặt vấn đề là bảo vệ cái truyền thống. Bảo vệ truyền thống tức là một cái khuôn mẫu nào đó phải nhất định như vậy, không thể thay đổi. Bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến ba cái thí dụ mà chúng ta sẽ thấy được điểm này. Thí dụ đầu tiên từ ở trong Luật Tạng là cái bộ Maha Vakka, và Đức Phật ngài nói dạy về bốn pháp dung hòa. Ở đây chúng tôi không đi đào sâu vào chuyện đó. Thì ở trong Luật Tạng ở đây có những cái pháp mà Đức Phật ngài cho phép gia giảm, và cho phép gia giảm. Thí dụ như là thời Đức Phật còn tại thế không có chuyện mà hút cần sa ma túy, do đó Đức Phật không có cấm là nhà sư không được hút cần sa ma túy. Nhưng mà rõ ràng là cần sa ma túy nó còn độc hơn là rượu và nó có hại. Không có ai uống hút cần sa ma túy mà không hủy hoại thân thể. Không ai hút cần sa ma túy mà không có tiền. Như vậy thì mình đâu cần phải chờ tới trong luật có cấm hay không, mà tự động phải có một điều mà một vị tu sĩ không nên làm, đó là không được hút cần sa ma túy, mặc dù ở trong luật không đề cập đến. Hay là chính Đức Phật, ngài cũng cho phép một điều là ở tại những nơi chư tăng đông thì làm một cái giới đàn truyền thọ đại giới. Nó cụ thể hơn là ở Trung Ấn Độ ngày xưa, ở chung quanh châu thổ sông Hằng, cần 21 vị. Nhưng mà ngoài Trung Ấn Độ thì Đức Phật ngài cho phép là 5 vị được rồi. Trở thành một cái tăng hội không phải có 21 vị mới cho tu tỳ kheo được. Thì cái sự gia giảm thích nghi
nó là một cái gì mà chúng ta tìm thấy ở trong bốn pháp Trung Hoa. Ngay cả trường hợp như vậy mà chúng ta, những người Phật tử, không có đọc rõ, không có hiểu. Và ví dụ như Đề Bà Tạng Đa, Đề Bà Tạng Đa đến thỉnh Đức Phật, xin Đức Phật chủng y cho năm điều. Mà Đề Bà Tạng Đa nghĩ rằng những điều này là cao siêu. Thật ra thì nó chỉ là một cái cớ để Đề Bà Tạng Đa muốn chứng tỏ là mình là cao quý thôi và thuyết phục người khác theo mình. Ví dụ như nói rằng vị tỳ kheo phải trọn đời và mặc y phấn thảo, tức là y bằng lụa mình giải rách đó, chứ không được mặc y do đàn đến cúng dường. Vị tỳ kheo trọn đời phải ở dưới cội cây chứ không ở trong những am thất. Là vị tỳ kheo phải trọn đời đi khất thực chứ không có nhận cúng dường trái tăng. Hay là vị tỳ kheo suốt đời phải ăn chay chứ không được ăn cái tâm tình dục như cho những gì ăn nấy chẳng hạn. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài không có bác bỏ những điều đó, ngài không bác bỏ điều đó, nhưng mà ngài gọi đó là những cái gọi là optional, optional tức là những cái đó là nếu muốn thì có thể thực hiện, nếu không thì không bắt buộc. Chúng ta cứ thử nghĩ, nếu mà Phật giáo mà làm theo kiểu Đề Bà Đạt Đa đưa ra tâm điều tới, Phật giáo không tồn tại cho đến ngày hôm nay, chắc chắn như vậy. Tại vì qua cái phong thổ, qua cái quốc độ, qua cái văn hóa đó, không thể nào sống như vậy hoài. Không thể sống như vậy hoài. Chúng tôi hồi qua Mỹ, thời gian đầu rất là khổ sở là có một số Phật tử Nam Tông, Chư Tăng Nam Tông không được mặc áo, Chư Tăng Nam Tông không được mang giày. Mà quý vị sống ở Mỹ biết rằng ở xứ tuyết mà không mang giày là chết. Mà ở xứ lạnh mà không có mặc áo, làm sao chịu nổi, mặc y nó đâu có đủ rồi, đâu có đủ ấm đâu, thầy bắt buộc phải mặc thôi. Thì như vậy đó là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái giá trị của sự tu tập, và đồng thời ngài cũng có ban hành chế định những cái luật về giới, nhưng mà ngài cũng cho chúng ta một cái không gian để linh động, để quyến chuyển. Đó là một ví dụ khác. Và một điều mà Đức Phật thường dạy ở trong kinh, ngài dạy là tránh cái thái độ nói rằng chỉ có ở đây là chân thực, ngoài ra đều hư vọng. Khi mà mình đưa đến chỗ một cố chấp như vậy đó, thì thứ thì chúng ta mất đi khả năng thích nghi, mất đi khả năng thích nghi rất là nhiều. Và ở trong bài học này chúng tôi có đề cập đến một cái điểm đó là thích nghi bằng qua thái độ của chánh niệm. Về điểm này thì các vị thiền sư hay nói lắm, là có những người mà họ tu thiền đó, họ đưa ra rất nhiều điều kiện. Mình tu thiền là mình phải có một cái nơi yên tĩnh, mình tu thiền là phải có cái bộ áo đúng nghĩa ngồi thiền, phải có tọa cụ đúng nghĩa ngồi thiền, mình ngồi thiền là cái tâm tư mình phải như thế này, và mình phải có căn tánh thế kia. Nhưng mà thật ra khi mình đưa ra những điều đó làm gì? Để làm khó bản thân mình. Để khó bản thân mình. Tại vì khi mình ngồi thiền, đơn giản là mình ngồi xuống tập thiền thôi. Đơn giản theo dõi hơi thở thôi. Và có điều này nhiều người không tin. Nhưng mà khi mình ngồi thiền là vấn đề là không phải là mình phải cảm thấy an lạc mình mới ngồi thiền. Khi khổ thọ thì biết là khổ thọ. Lạc thọ thì biết là lạc thọ. Mà không khổ không lạc, biết là không khổ không lạc. Mà thậm chí khi mình ngồi thiền, tâm mình định tĩnh, biết là định tĩnh, mà tâm mình không định tĩnh, tâm mình phóng dật, biết là tâm phóng dật. Mà thậm chí là khi mình ngồi thiền, mình tinh tấn, biết là tinh tấn, mà bữa đó mình giải đãi, biết là giải đãi. Ví dụ như buổi sáng quý vị cảm thấy mệt mỏi, giải đãi, thay vì cảm thấy ồ, hôm nay mình bực lắm, không ngồi thiền, ráng thắp sáng chánh niệm ở chỗ nằm đó, ghi nhận rằng ở trong thân mình nó có cái sự mệt mỏi hôm nay. Ở trong tâm mình nó có một sự giải đại. Và nhìn vào sự giải đại đó. Nhìn vào sự giải đại. Lúc nào mình cảm thấy đang bực bội với người khác. Ví dụ như mình đang tu tập, mình nghe những câu chuyện về thời sự. Mình cảm thấy bực bội, nóng giận, nóng nảy. Thì đừng phủ quyết, đừng từ chối. Và đừng bỏ cuộc, đừng bỏ chánh niệm. Ngồi xuống, lắng lặng, nhìn vào cái trạng thái và cái trạng thái bực bội đó. Cái sự bực bội nó cũng là có thể đối tượng của chánh niệm được. Thật ra rất là ngạc nhiên một điều rằng khi mà
thiền, trong cái thiền chỉ đó là tập trung một cách có lựa chọn, nhưng mà trong thiền quán là một sự tập trung không có lựa chọn. Dạ, cái gì nó xảy ra ghi nhận như vậy. Do cái sự đòi hỏi, do sự áp đặt. Bởi vì khi mà chúng tôi vào Wattanachat, vào Quán Trọng Pháp Bông, chúng tôi thấy cùng cái bảng ghi ở trên cái con đường đi vào chỗ cái thiền đường. Mà cái bảng đó mới đọc thì không thấy gì, nhưng mà đọc lâu rất là thú vị, tại vì ngày nào cũng đi qua đó. Thì ở đó là lời dạy của Ngài Sinh Cha. Ngài có ghi ở trong đó, Ngài có dạy và người ta ghi lại đó là điều quan trọng của hành giả tu tập không phải là đòi hỏi mình trở thành một vị thánh hay là phải có những cái ý tưởng rất là cao quý, mà là cái gì xảy ra ở thân, ở tâm thì có đủ sự tỉnh thức để ghi nhận. Không phải là cái chuyện mà mình tốt hay mình xấu, mà vấn đề khả năng là mình đánh táo ghi nhận thôi. Cái này là cái rất là khó nói và rất là khó để chỉ cho nhiều người. Tại vì ai tu tập á, thì người ta cũng mong rằng mình phải ngồi thiền rất là tốt, ngồi thiền rất là yên tĩnh, không giúp dịch, mình có thể ngồi thiền rất là lâu, tâm mình phải an nhiên, tâm mình phải vững chãi, tâm mình phải an lạc, mình đưa đủ thứ điều kiện hết. Rồi khi mình không có những thứ đó, mình bực bội, mình thất vọng, mình không tu được. Thật ra cái chánh niệm nó phải như vậy. Chánh niệm ở tại đây là ghi nhận cái sanh cái diệt của tất cả hiện thực. Sanh diệt ở đây là đây là truyền cái, đây là tham truyền tâm, tham truyền cái, đây là sân độc truyền cái, đây là hôn trầm, đây là thủy miên, và đây là sân độc truyền cái đang sanh khởi hay là đang diệt tận. Tâm định tĩnh biết là tâm định tĩnh, tâm không định tĩnh biết là tâm không định tĩnh, cảm thọ lạc sanh khởi biết là cảm thọ lạc sanh khởi, cảm thọ lạc biến mất biết cảm thọ lạc biến mất. Đó là vai trò của chánh niệm. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến sự thích nghi đó, nó là một sự mà không có đóng khung, không có đòi hỏi, không bắt buộc là chúng ta phải đi theo một cái pattern, một cái dạng thức nào cố định. Nó phải như vậy. Đời sống mà đi theo dạng thức nhất định đó, đôi khi nó có những cái phiền và chúng ta không có tồn tại được, và nó cũng là một điểm rất là khó hiểu. Để chúng ta nói rằng tại sao mà thích nghi có nghĩa là đối với cái thuận hay cái nghịch đều cần phải thích nghi hết. Và thưa quý vị, trong phần ngữ và nghĩa đó, thì chúng tôi có nói một điều đó là Đạo Phật, Phật Pháp là giáo lý nhưng mà không thể gọi là giáo điều. Và dĩ nhiên về điểm này có nhiều người sẽ không đồng ý, là bởi vì chúng ta thường tin là mình tu tập thì mình phải đi theo những điều gọi là học giới, Sikkhapada, mà học giới giống như giáo điều. Học giới không phải là giáo điều. Học giới là cái phương pháp để tập luyện. Và ngay cả có những điều rất là tốt đẹp, ví dụ như là bố thí trì giới, thì Đức Phật khuyên là đó là những điều tốt đẹp. Nhưng mà tất cả nó đều không phải là giáo điều. Bây giờ chúng tôi nói khác biệt giữa giáo lý và giáo điều như vậy. Là bây giờ nói bố thí là một việc tốt. Bố thí là một thiện nghiệp. Bố thí là một pháp tu, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu quý vị phát tâm để bố thí, phát tâm để cúng dường, đó là một chuyện khác. Nhưng mà chúng tôi nói rằng quý Phật tử là người đi chùa, mà sao quý vị không cúng dường, sao không bố thí? Quý vị phải bố thí, mà không bố thí phải là người Phật tử. Thì cái đó là bệnh giáo điều. Ví dụ chúng ta ca ngợi Đức Bồ Tát là đã hy sinh đến mạng sống để bố thí,
điều đó chúng ta hoan hỷ, chúng ta kính trọng. Nhưng mà không phải người Phật tử nào cũng làm điều đó. Dạ, phải làm điều đó. Cái đó nó không phải là điều bắt buộc. Nếu nó là bắt buộc thì nó là giáo điều. Nó là chữ áp đặt đời giáo điều. Bởi vì cái văn hóa của phương Đông khác văn hóa của phương Tây. Người phương Tây đó họ tin một điều gì đó thì họ vận động hệ thống chính trị tạo thành những cái điều luật. Và khi biến thành điều luật thì tất cả mọi người phải theo. Bởi vì cái trong cái đạo học của phương Đông đó, là họ hay biến cái giáo lý thành ra điều luật. Luật mà luật của cả thế quyền và cái thế quyền. Nên chi nó trở thành một giáo điều. Và người phương Tây sẽ giúp họ đề cao tư tưởng tự do là bởi vì họ bị kèm kẹp ở trong cái chủ nghĩa giáo điều quá nhiều. Chúng ta nhớ rằng xã hội Tây Phương, nhất là Âu Châu, cũng có thời kỳ gọi là Dark Age. Dark Age là thời kỳ đen tối, mà hay chúng ta gọi thời kỳ Trung Cổ. Thời kỳ Trung Cổ là thời kỳ mà giáo hoàng La Mã là một vị lãnh đạo cả Âu Châu, và tất cả các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, v.v. là đều sống trong cái khuôn nhất định mà La Mã đưa ra, họ gọi là thời kỳ đen tối của Âu Châu. Thì thời kỳ Trung Cổ đó, nó nói lên một cái thời đại mà giáo điều, cái tính lý về giáo điều nó lên ngôi và nó trở thành một cái gì ngự trị trong dân gian. Và chúng ta nhớ rằng đạo Phật Pháp không phải là giáo điều. Dạ, Phật Pháp không phải là giáo điều. Mà thế giới chúng tôi nói điều này đó là chúng tôi muốn nói rằng ngay cả sự tu tập của người Phật tử, sự tu tập đó nó là một cái trạng thái tu, chứ không nên là một cái điều gì đó mà nó đóng khung trở thành một cái khuôn, trở thành cái khuôn mà mọi người phải theo, bắt buộc phải theo, thì cái đó. Nhưng mà không may đó là đa phần con người thì thích giáo điều hơn là giáo lý, hơn là giáo nghĩa. Tại vì người ta muốn rằng mình được dẫn dắt, mình bảo đảm là mình thế này mình thế kia, mình không phải bận tâm để mình suy nghĩ, không phải làm sự lựa chọn. Nhưng mà thưa quý vị, tự do có nghĩa là có quyền lựa chọn, mà trong sự lựa chọn nó không thể đóng khung được. Dạ. Và dĩ nhiên ngày nay nó đang có một cái khuynh hướng rất là mãnh liệt tại các quốc gia, giữa cái quan điểm về bảo thủ và quan điểm về cấp tiến. Nhưng mà có lẽ rồi người ta phải chấp nhận con đường trung đạo. Thì ở đây chúng tôi muốn chỉ nói thêm một điểm như vậy là khi mà Đức Phật ngài dạy con người chúng ta nên từ bỏ cái quan điểm là chỉ có ở đây là chân thực, ngoài ra đều là hư vọng đó. Ngài muốn cho chúng ta có cái tâm cởi mở, và cái tâm cởi mở và có điều gì đó nó tốt cho mình nhưng không thể được áp dụng tất cả mọi người, tất cả mọi người phải theo được. Thì như vậy á, là Đạo Phật là một cái giáo nghĩa, không phải là giáo điều. Và do vậy khi mà chúng ta nói về sự thích nghi theo văn hóa, thích nghi theo thời thế, thích nghi theo hoàn cảnh, thì có nghĩa là những điều gì đó mà áp dụng với ngài Tịnh Sự, với hòa thượng Minh Châu, với ngài Bà Dú Tô, ngài Thanh Cha, thì không có nghĩa là chúng tôi phải theo rập khuôn như vậy. Và có thể là chúng ta giữ một số cái giá trị truyền thống, nhưng mà mình không có làm giống như hình như người khác. Cái mà mô phỏng toàn bộ 100% cho người khác đó là một cái bệnh giáo điều rất là đáng ngại. Thì thưa quý vị, điều sau cùng mà chúng tôi muốn nói về sự thích nghi trong bài học ngày hôm nay đó là trong tâm tình thảo đó, thì sự thích nghi nên được hiểu là một cái trạng thái dễ chịu, thoải mái đối với những cái khác biệt. Và do cái sự thoải mái với những khác biệt này, nó khiến cho cái tâm tư của mình nó không có nhiều cái lấn cấn, nhiều cái đóng nại. Cái yếu tố bị thích nghi đó, nó luôn luôn là một cái yêu cầu để tồn tại. Và chúng ta nên nhớ một điều là
đối với không gian, từ ở trong nhà bước ra đường đến một điểm nào đó, thì chúng ta có trăm ngàn thứ khác biệt mà mình phải thích nghi. Đối với thời gian, dạ, thì chúng ta thấy rằng xã hội luôn luôn tạo ra những cái mới và có những thứ cũ bị đào thải, thì chúng ta phải thích nghi. Và cái khả năng thích nghi đó, nó nên được chấp nhận. Dạ, được chấp nhận như là một cái khả năng diệu dụng hơn là một điều cần phải chống đối. Bởi vì không có thích nghi thì chúng ta sẽ có nhiều vấn đề khiến cho nội tại nó khó khăn và bên ngoài nó cũng khó khăn. Chúng ta nói gì nói chứ, trong cái thế giới của vật chất, từ cái thân thể của chúng ta, người ta nói rằng có những, như ở đây chúng ta ở dơ, chúng ta bị bệnh, nhưng mà có những người sống ở chỗ dơ chúng ta chú ý một chút, không dùng chữ thích nghi, nhưng mà ở một phương diện nào đó thì Đức Phật dạy, ví dụ vị tỳ kheo sống dễ nuôi, hay là đời sống của một vị tu sĩ không phải là đời sống của một người đòi hỏi, hay là Đức Phật trong cái sự tu tập, Ngài khuyên chúng ta nên chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống, dù đó là khổ lạc hay là bất khổ bất lạc. Bây giờ thì thưa quý vị, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Hôm nay thì và thấy có thượng tọa tự chắc đại đức Từ Tri đưa tay, không chừng qua cái nick có thượng tọa tự siêu nữa. Có nhiều khi thượng tọa cũng phải thích nghi gọi là khóa thân, thì xin được kính thỉnh thượng tọa tự siêu. Dạ. Nghe em sư. Dạ thưa, âm thanh rõ và liên tục bạch sư phụ. Rồi sao rồi bây giờ tôi cầm máy về tôi biết nói chuyện sao đây ta? Dạ cứ nói bình thường giống như trong con thoát đó, bạch sư phụ. Như vậy bây giờ thượng tọa giác đẳng nói xong chưa? Dạ thưa, thượng tọa giác đẳng nó buông mic rồi bạch sư phụ. Rồi thượng tọa giác đẳng yêu cầu tôi nói cái gì đó? Dạ tiếp lời cái nội dung bài học ngày hôm nay á bạch sư phụ. Nam mô Bụt Thầy. Trong khi chờ đợi thượng tọa giác đẳng đưa ra những câu thảo luận, thì chúng tôi xin tiếp lời về bài học ngày hôm nay. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về các cái thuộc tính tịnh hảo biến hành đó, thì chúng ta cũng lưu ý đến hai phương diện. Một là chúng ta nói về cái tính chất của các thuộc tính đó trên phương diện Paramattha-sacca, tức là chân đế. Hai là chúng ta mới nói về ý nghĩa của các cái thuộc tính này
nó ảnh hưởng đến cái tâm lý tu tập. Tức là nói trên phương diện thường thức, và từ hôm rày thì phần lớn là chúng ta nói về thường thức, ý nghĩa thường thức ở trong các cái thuộc tánh đó nó ảnh hưởng trong đời sống nội tâm. Như vậy nếu chúng ta chỉ đấu trên khía cạnh đó thì dần dà chúng ta sẽ bỏ quên cái tính chất của, đặc tính của các cái thuộc tánh này đối với tâm pháp. Thí dụ như thích thân thích tâm thì không phải hai cái thuộc tánh này nó xây dựng cái tâm thiện không đâu. Và đã gọi là tịnh hảo biến hành thì những cái thuộc tánh này nó xây dựng luôn cả 91 tâm tịnh hảo, trong đó có 37 tâm thiện. Nó có 17 cái tâm tố. Và nó có 37 cái tâm quả. Tâm quả tình hảo, tâm quả tình hảo. Tức là chúng ta bỏ ra 18, 15 tâm quả vô nhân. Vì tâm quả có tất cả là 52. Cho nên khi chúng ta bỏ ra 15 thì nó còn 37 tâm quả. Rồi, như vậy thì những cái thuộc tánh tình hảo biến hành này, như là chẳng hạn như bài học hôm nay chúng ta học về thích thân thích tâm, kaya kamayata và citta kamayata, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà tâm tịnh hảo được cấu tạo bởi những cái thành tố tịnh hảo biến hành đó, thì nó sẽ làm cho tâm bất cảnh một cách thích nghi, thích hợp. Chúng ta lấy một cái ví dụ. Nếu khi mình nhìn thấy một đống phấn, thì cái tâm sân nó sẽ khởi lên, nó có cái sự gớm ghiếc. Còn khi mà hoặc là nhìn thấy một cái tử thi thì cái tâm sân nó khởi lên, nó có cái sự sợ hãi, có cái sự khủng hoảng. Còn khi mà gặp cảnh đẹp thì cái tâm tham khởi lên và nó thích thú, say đắm, vân vân. Trong khi đó thì hễ một vị tu tập minh sát, tu tập chánh niệm tỉnh giác, thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, cả
cảm nhận, chỉ biết là cảm nhận mắt của mũi, của lưỡi, của thân, là suy nghĩ, chỉ biết là suy nghĩ thôi. Thì do đó mắt nhìn thấy cảnh sắc, dù đó là một cái tưởng ti hay là một cái đống phấn, thì khi vị này chỉ có nhìn với cái nhìn của một vị thiền giả, thời như vậy tâm nó sẽ thích nghi với cảnh, dù cho một đống phân hay là một cái xác chết, hoặc là một bông hoa đẹp, chúng tôi dùng cái thí dụ về cái bông hoa đẹp để tiêu biểu cho cái cảnh đẹp, chứ thật sự ra cái cảnh mà làm cho cái tâm nó bị dao động. Thí dụ như người nữ khi mà nhìn thấy thân của người nam, hay người nam nhìn thấy cái thân của người nữ, thì như vậy cái cảnh đó nó thu hút, nó làm cho rung động, dao động, khởi lên cái tà niệm, cái vọng niệm, đó là không thích nghi. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng cái tâm tuệ quán thì lúc bây giờ nó sẽ thích nghi, cảnh nào cũng được, chỉ biết đó là cảnh sắc. Và tất cả những cảnh sắc này, cảnh thân này, nó chỉ là pháp vô vi. Cái gì là pháp vô vi? Thời cái đó là vô thường, thì nó quan sát như thế. Cho nên tâm vị này vẫn bình thản. Đối với cảnh này thì như vậy đây gọi là một cái sự thích nghi của cái tâm tịnh hảo. Cái thích nghi ở đây không có nghĩa là một cái trạng thái tâm đó nó chấp nhận cảnh đó như là một cái cảnh đẹp, không phải vậy. Mà thích nghi có nghĩa là thấy, chỉ biết là thấy mà thôi, không phân biệt cái cảnh sắc, không phân biệt cái cảnh tốt hay cảnh xấu. Nghe chỉ biết là nghe thôi, không có nghiêng về cảnh tốt mà bỏ đi về cảnh xấu, không phải. Thì chúng ta phải hiểu rồi. Vì rằng mỗi một sát đa tâm, tịnh hảo sinh khởi, nó đều có những cái thuộc tính như là thích thân, thích tâm, thích tánh, thích tâm. Thời như vậy, cái tâm tịnh hảo đó khi bắt cảnh, nó luôn luôn thích đi với cảnh. Đặc tính của cái thích tánh, thích tâm đó, cái đặc tính của nó là làm cho các cái tâm sở đồng sanh. Trong một sát na tâm, nó sẽ biết cảnh một cách thích nghi, không có cái sự phản kháng, không có sự dị ứng, thì đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ thì xin không biết về cái câu thảo luận thượng tọa giới đẳng có soạn ra chưa.
chúng tôi hoàn toàn không có thể thấy được, vì chúng tôi đang sử dụng cái vải truyền của sư tổ tri. Và chúng tôi chỉ hy vọng là quý vị nói được, quý vị nghe được. Rồi bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Giáo Đẳng trở lại với phần điều họp thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trưng thượng tọa thầy sư. Bạch thượng tọa thầy sư, xin được hỏi thượng tọa thầy sư rằng ở trong cái cuộc sống bình thường của chúng ta đó thì cái trạng thái thích nghi đó, nó có cả hai trong thiền và bất thiền hết. Nghe câu thảo luận thứ nhất. Tức là trong việc sinh hoạt hàng ngày đó, dù là thiền hay bất thiền đều có trạng thái thích nghi hết. Lấy ví dụ như là một cái người ác, họ sống đó, họ cũng có cái sự khôn ngoan thích nghi, người thiện khôn ngoan thích nghi. Nhưng mà tại sao trong cái giảng về tâm pháp của thắng pháp tật thắng pháp đó, thì thích nghi chỉ có ở trong tâm tinh hảo mà không có mặt ở những cái tâm không tinh hảo. Xin thỉnh sư tổ Hoa Kỳ dạy rõ về những cái tinh thần đó. Giờ bạch thượng tọa thầy siêu thượng tọa có nghe được không? Xin đọc cái câu hỏi là tại sao trong cuộc sống bình thường thì sự thích nghi có mặt trong cả hai cảnh giới thiện và ác, trong lúc thắng pháp thì sự thích nghi chỉ có trong tâm tinh hảo mà thôi. Xin kính thưa thượng tọa. Người sư cầm mic chưa? Thương cầm mic rồi, kính thỉnh sư phụ trả lời câu hỏi luôn một. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tâm Đức, kính thưa quý vị. Chúng ta thấy những người ác, những người ác bất thiện, họ có thể sống nó thích nghi với từng hoàn cảnh của họ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là như vậy thì đối với bất thiện thì cũng có cái sự thích nghi, chứ đâu có hẳn là chỉ có tâm tình hảo mới có sự thích nghi, vâng vâng. Thưa quý vị, thật ra khi mà chúng ta nói cái trường hợp đó thì chúng ta chỉ nói là cái người ác họ vẫn có những cái mà họ thích nghi. Thì cái người ác là thưa quý vị là vì chúng ta chế định cho họ là những người mà chuyên làm việc ác, rồi chúng ta cho họ là người ác. Nhưng thực tế thì có những lúc họ cũng khởi lên một cái tâm, cái tâm tốt, chứ không phải lúc nào cũng là cái tâm ác. Nhưng mà tại mình gọi họ là người ác thì mình tưởng đâu là suốt cả năm này qua năm kia lúc nào cũng là khởi lên tâm bất thiện, không phải. Nó tùy theo, tùy theo lúc. Thì lúc mà họ làm ác mà họ thích nghi được cái người ác, khi mà họ sống thích nghi được với cái hoàn cảnh của họ, thì ngay trong lúc đó đó nó có một cái trạng thái tâm mà chúng ta gọi là tâm tình hảo hay là tâm thiện thì nghe kỳ quá. Tại sao họ làm ác họ thích nghi? Nhưng không, thưa quý vị, cái này nó không có kỳ. Là tại vì chúng ta nghĩ rằng cái tâm thiện đó là cái gì phải là thánh thiện,
cái người đó phải là cái tâm tốt đẹp. Còn cái này đối với tâm sanh nở trong một cái con người ác bất thiện mà. Nhưng thưa quý vị, ngay khi cái hoàn cảnh sống của họ mà họ có sự suy nghĩ để họ thích nghi với cái hoàn cảnh sống đó, thích nghi để rồi làm cái môi trường cho họ làm cái tâm ác, thì trong trường hợp này nó vẫn cái gọi là ca giác chích tá cầm cầm bên ta đó, nó vẫn có ở trong một cái tâm tịnh hảo. Nhưng vì họ là kẻ phàm phu cho nên cái tâm tịnh hảo lúc bây giờ nó sẽ là cái tâm thiện chẳng hạn, tâm thiện dục giới. Và khi mà chúng ta nghe nói đến tâm thiện dục giới thì chúng ta nghĩ họ là người ác, tại sao mà gọi là có tâm thiện được. Nhưng không thưa quý vị, tâm thiện khởi lên cho bất cứ người nào, chỉ trừ ra bốn người đạo và bậc tứ quả thôi. Còn tất cả bốn hạng phàm phu, người khổ, lạc, nhị nhân, tâm nhân và các ba quả hữu học, bảy hạng người đó đều có thể khởi lên một cái trạng thái tâm thích nghi. Thì khi mà họ thích nghi là họ phải dùng đến, họ phải khởi lên một cái trạng thái mà chúng ta gọi là Kama Vachara Kusala Chitta, là cái tâm thiện hợp thế, thì họ mới có sự thích nghi. Bởi vì nếu như họ không có khởi lên cái tâm thiện, tâm tịnh hảo để mà họ sống thích nghi, thì với cái tâm tham, tâm sân không bao giờ làm cho họ có thể thích nghi với hoàn cảnh. Một cái ăn trộm khi mà họ phải đi trong sương lạnh trong đêm khuya, họ rình cái nhà hàng giờ, họ không cảm thấy buồn chán mà họ thích nghi với hoàn cảnh đó, bởi vì cuộc đời của họ, nghề nghiệp của họ là như vậy. Thì cái sự thích nghi cái hoàn cảnh của họ đó, phải do cái Kamayata rồi sau đó họ làm cái chuyện ác, họ mới khởi lên cái tâm động lực tham hay sân hay si. Cái chuyện này nó không có cái gì nó rắc rối, tại khi mà chúng ta học chúng ta phải biết suy luận và chúng ta phải biết chấp nhận những cái sự kiện đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng về Nam Mô Bổn Thầy. Dạ thưa quý vị, thưa tọa tự sư. Thưa trang thì xin được thỉnh thưa tọa tự sư quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 2. Đó là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhẫn nại đó, nó cũng là một sự thích nghi.
nó là một phần của sự thích nghi khi mình nhẫn nại. Nhưng mà tại sao trong thánh pháp thì không có cái thuộc tánh nào gọi là thuộc tánh nhẫn nại hết, mà trong khi đó lại có cái lại có thuộc tánh nó là thích nghi? Thì xin thưa tọa thưa sư Quan Kỷ giảng về điểm này, không biết thưa tọa có nghe được không? Dạ, kính thỉnh sư phụ tiếp tục với câu thảo luận số 2. Dạ, thỉnh sư phụ nghe được dạ, nghỉ. Dạ, xin kính cung thỉnh sư phụ. Dạ, kính thỉnh sư phụ bắt đầu với câu thảo luận số 2 của sư phụ. Hết câu 2 cho nghỉ được. Dạ, hết câu 2, thỉnh sư phụ đi nghỉ. Rồi. Dạ. Dạ, thường nghe rõ bà sư phụ. Rồi, rồi, rồi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Cái pháp nhẫn nại đó, nếu không có chi pháp phản hồi riêng biệt là bởi gì? Cái đức tính nhẫn nại với hoàn cảnh nghịch lòng trái ý, nó có rất nhiều, nó có rất nhiều cái yếu tố. Thí dụ như khi một người tu tập, họ gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, lúc đó họ giữ được chánh niệm, để họ ghi nhận được cái trạng thái tâm đang sanh. Và khi mà cái tâm sanh đang sanh đối với nghịch cảnh, lúc bây giờ họ dùng chánh niệm để họ ghi nhận là tâm sân đang sanh. Hoặc là họ có thể bằng cái đức tin mà họ kham nhẫn cũng được. Thí dụ như bây giờ một người họ đang hành thiền, nhưng mà cái cảm thọ khổ, trời nắng, trời mưa, lạnh, nóng, vân vân. Nhưng mà vì họ có đức tin với Đức Phật, họ đức tin quá tha thiết với giáo pháp, cho nên nhờ cái đức tin đó mà họ kham nhẫn được với cái hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, hay là những người phỉ báng mạ lị. Thì như vậy nó bằng cái tính tâm sở. Hoặc là một người họ có thể nhẫn nại bằng cái tâm từ, có thể nhẫn nại bằng cái tâm hành xả, tịch trát mà chát tà tà. Hoặc là họ nhẫn nại bằng những cái thuộc tánh ở trong cái tâm thiện cũng có. Do đó ở đây không phải là trong thắng pháp không có chỉ, không có chỉ rõ, có chỉ rõ nhưng mà không có xác định được, không có độc lập một cái chi pháp nào. Mà ở trong thắng pháp
cái bộ Thomas Sangini, bộ pháp tụ á, khi mà giải về Thika Matika lý đề sát giải về cái tâm tương bằng đầu đề tam đầu đề nhị số tám số tần tâm matika đúc cái matika và đúc mất cái matika ở đây nó có hai aphithamma đúc cái matika tức là đầu đề nhị của thắng pháp và số tần tá đúc cái matika là đầu đề nhị của kinh tạng. Thì giảng trên bài đầu địa nhị kinh tạng trong đó có pháp nhẫn nại Khantichas Soraya hay là Soracha nhẫn nại và nghiêm tịnh là hai pháp làm cho xinh đẹp. Thì ở trong cái bộ này giải thích vì cái sự nhẫn nại chi pháp à, nói là tâm thiện dục giới và tâm sở phối hợp với tâm thiện dục giới là nói cách tổng quát vậy, dùng cái tâm thiện đó là có đủ các cái thành phần các cái yếu tố để giúp cho vị hành giả có cái sự nhẫn nại được. Cho nên ở đây chúng ta nên hãy biết rằng chính do đặc tính của các cái pháp thiện và làm cho người nhẫn nại được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Trấn như vậy. Namo Buddhaya. Chào thưa quý trưởng, thưa đoàn thưa siêu, thỉnh thưa đoàn đi nghỉ. Và thưa đoàn thưa quyền ơi, thưa đoàn có mặt ở trước máy và thưa đoàn có nghe được không? Nếu thưa đoàn thưa quyền nghe được, thưa đoàn không nghĩ trả lời cho câu thưa lượng số 3. Thưa đoàn thưa quyền, hôm nay chúng ta nói về hai cái thuộc tính là thức tánh và thức tâm. À, tức là sự thức nghi của danh pháp. Bây giờ chúng ta nói trên phương diện đại loại theo kinh đạo đó, thì chúng ta nói thành cái khả năng thức nghi. Thượng tọa có thể cho một vài cái suy tư là cái gì là sự khác biệt giữa cái khả năng thích nghi và cái sự biến tướng tha hóa hay không? Tại có nhiều người họ sống họ rất là dễ bị thay đổi, bị biến tướng. Thì cái đó có, nó khác biệt thế nào với sự thích nghi hiểu trong đạo Phật? Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tự Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thầy Tri, Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Phụ Nữ, cùng Chư Phật Nữ. Dạ, cái bạch Thượng Tọa, đây là một điều mà hết sức là khó chứ không phải là một điều dễ dàng. Mà nếu chúng ta thích nghi, chúng ta không biến tướng tha hóa, cũng như mà người ta nói là coi như là hòa hợp với nhau chứ không có hòa tan với nhau được, là có thể hòa mà không hợp. Ở đây có nghĩa nói với nhiều khi giữa cái chỗ hội chúng đó, nếu như hội chúng tốt đẹp á, thì chúng ta làm hội chúng thì chúng ta thích nghi để cùng nhau đưa đến cái điều kiện tốt. Nhưng nếu mà hội chúng đó là hội chúng không tốt, hội chúng bất thiện, hội chúng đưa đến sinh ly đau khổ, thì chúng ta có sự thích nghi nhưng chúng ta không biến tướng như chính họ, nhưng không tha hóa, không biến tướng như chính họ.
một vị sư, một vị pháp sư giảng pháp, làm sao để trang hòa nhẹ nhàng cho Phật tử hiểu biết Phật pháp, chứ chúng ta không nên biến thái hay biến hóa cái Phật pháp nó đời thường thì rất là khủng khiếp. Hay là chúng ta dẫn dụ nhiều cái đời và chúng ta đóng mặt đó là của Phật, mà đây là hiện nay gặp rất là nhiều. Để cho hội chúng được nghe được tốt đẹp, ta ca, chúng ta hát tin là những cái lời văn của đạo, những điều mà tinh thần của một vị pháp sư ngồi tòa cũng phải là như thế. Giảng pháp Như Lai không phải là để nghe cho người ta mua chuộc cái tai của người ta nghe, thì lỗ tai cho người ta vừa lòng. Cho nên vì vậy, đây là một điều mà chúng ta phải có một sự chuẩn bị, phải có một cái sự tránh né. Bây giờ trong hội chúng hay trong một cái chúng ta đang bị đằng đằng đi, người ta nói rằng cũng câu ta nói tức là sống ở nơi nào thì thích nghi ở nơi đó, đúng vậy, thích nghi để không có bị cái sự lạc lõng, để không có bị cái sự áp lực chi phối của người, nhưng chúng ta không có bị biến tướng để mà theo họ. Thí dụ như chúng ta sống đi học trong một cái lớp học thì chúng ta hòa hợp với tất cả mọi người, nhưng chúng ta không phải là người ta làm gì là bắt mình phải làm theo, mà cái điều đó chúng ta không có bị tha hóa, không có bị biến tướng. Đáo gian tỳ khúc, nhập gia tỳ tục, là từng khúc sông như vậy, chúng ta biết mà để cho thuyền chúng ta đi qua khúc sông đó, hay đi qua bờ kia, hoặc là vượt qua khúc sông đó. Nhập gia tỳ tục, cái tục lệ của chính họ nó là như vậy. Chúng ta không có chống đối, chúng ta không có làm điều cái ngược lại với cái tục lệ của chính họ, nhưng chúng ta cảm thấy nếu như tục lệ đó mà nó không có cái tính thiện hay không cái tính tốt đẹp, nó bằng những cái nó mang rợ, bằng những cái ác pháp, bằng những cái ác xấu, thì không thể nào mà chúng ta thực hiện theo họ được, chúng ta tha hóa theo họ được, hay chúng ta chiều theo họ được. Thì chúng ta nhập vào cái cuộc sống, cái đời sống của chính họ, hay đi đến cái đất nước của chính họ, thì đi đến cái đất nước nào đó, cái chính thể của họ, chính họ như thế nào, thì tất cả là chúng ta phải thích nghi trên cái môi trường sống ở đó. Nhưng chúng ta không có đi theo một chính thể đó, là do mọi người có một cái quyền riêng. Và ở đây cái sự tu tập của mỗi con người cũng vậy, và chúng ta biết có sự tôn trọng, chúng ta có một sự kính trọng đối với các vị trưởng lão. Nhưng nếu có vị trưởng lão đó, chúng ta đồng tu, chúng ta thích nghi cái đồng tu. Nhưng nếu như mà vị tri kiến của vị đó nó không đúng đắn, thì chúng ta không có hòa nhập được, thì không có thể nào đồng dứt được. Đây là rất là lớn việc, mà không chừng nó, tức là chúng ta phải tránh né cái điều đó thì đúng hơn, để chúng ta không có phải bị gần kề những con người như thế. Cho nên đó, một trong những cách con người tu đó, cái điều tốt đẹp đó chính là chúng ta biết lựa chọn, biết lựa chọn cái nơi chốn, biết lựa chọn cái trú xứ, biết lựa chọn cái nơi chốn, biết lựa chọn cái sự tu tập của chính mình, để chúng ta biết thích nghi nó như thế nào, và cái sự biến tướng biến đổi nó ra sao. Hay là sự thích nghi đó để chúng ta được cái sự tốt đẹp, được cái sự an vui, chứ không phải là chúng ta hòa nhập vào cuộc đời để chúng ta mất đi một cái bản sắc của chính nó. Đây cái điều nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là một vị đồng hình thức xuất gia thì không thể nào mà hòa nhập, vui cười sinh hoạt ngang hàng với người cư sĩ được. Và ta thích nghi trong cái đời sống, tức là chúng ta có thể là ở trong chùa, có thể nói chuyện thích nghi được, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dãi, rất là bình thường. Nhưng họ không thể nào họ ca hát, rồi họ vui đùa, hay hoặc là họ
có những sở hành của thế tục mà chúng ta hòa nhập vô như vậy thì chúng ta biến thái, rồi chúng ta nhân danh công lý chúng ta nó nhập thế. Cái đó không phải là nhập thế như vậy đâu. Cái sự nhập thế đó tức là nhập thế để hiểu, để hiểu được cuộc đời, để thấy được cuộc đời. Chúng ta không phải là nhập thế, chúng ta sống cùng đời, sống cùng với đời thì chúng ta không có thể nào mà được cái sự tốt đẹp cả. Cho nên vì vậy hòa tăng hoặc là hòa học, hòa học với nhau nhưng không có hòa lẫn với nhau được. Và chúng ta có sự thích nghi trong cái sở hành cùng nhau, nhưng tri kiến chúng ta không thể nào mà chúng ta chiều theo cái điều tốt đẹp. Cho nên vì vậy khi chúng ta có tu tập thì chúng ta mới thấy được. Con người nhiều phóng dật, nhiều chấp thủ, nhiều sân si, họ chúng ta sống cùng với trong hội chúng có họ thì cái tánh họ nó nghiêng nặng về cái sân, nghiêng nặng về tham, nghiêng nặng về si, tánh tham, tánh sân, tánh si họ nặng quá, hay là họ có cái tính nóng giận quá, thì chúng ta không phải, không cần thiết gì mà chúng ta cứ chiều theo cái chấp hữu chấp ngã, cái chấp ta của chính họ mà chúng ta theo được, thì chúng ta bơi ngược lại, tức là chúng ta không có nên hòa lẫn với những con người như thế. Cho nên sự biến thái, xin lỗi, cái sự tha hóa, cái sự thích nghi và cái sự và biến thái nó rất là khác. Trước đi cũng như chúng ta nói rồi, ví dụ như chúng ta vào ở vào cái nhà đó thì họ ăn như thế nào, uống như thế nào, chúng ta ăn uống như thế đó, cái sự sinh hoạt của chính họ, nhưng họ có cái làm cái chuyện này chuyện kia thì chúng ta không có thể cùng họ được. Họ làm những cái việc mà nó phạm về cái luật pháp thì chúng ta không làm. Hay chúng ta đi vào cái hội chúng đó, cái nhóm đó, còn những con người như thế thì chúng ta thích nghi trên, hoặc là chúng ta đi vào một cái cuộc tiệc, chúng ta ví dụ trong cuộc tiệc đi thì có những cái chúng ta có thể hòa thích nghi với họ được trong cái chuyện ăn uống, như chẳng hạn như bây giờ chúng ta không thể biết là một người có giữ giới đánh uống rượu thì chúng ta không thể biến thái cùng họ được, thì chúng ta cũng uống rượu luôn, uống bia luôn, chúng ta bởi như là thôi kệ mình thích nghi mình, bởi vì thôi kệ mình vì bè bạn tâm tư tình cảm lâu ngày gặp gỡ hoặc là không uống họ buồn vân vân, chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta chết. Bởi vì khi chúng ta đi tới đó là một sự, đó là dành cho họ một cái sự trân trọng rất lớn, rồi bây giờ mình dành cho họ luôn cho cái chuyện biến thái của chính họ mà mình cũng đồng tức là đồng cái điều mà họ thực hiện xong, cái điều đó không được. Bởi vì chúng ta là người có niềm tin, họ không có niềm tin, hai cái trạng thái này nó khác nhau xa, chứ họ có thể làm được những điều đó mà chúng ta không làm, đi đến họ ca đùa hát sướng quậy quạng, có nghĩa là rất là gây gớm, nhiều cái hành động, nhiều cái điều mà gây nên cái tư cách và cái đạo đức nó không đúng, thì chúng ta không vì như vậy mà chúng ta hòa hợp với chính họ luôn. Đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu, nó rất là khác. Chúng ta đồng sống, đồng ở, đồng sinh hoạt, nhưng chưa chắc, nhưng không, chúng ta không thể nào mà đồng cái lý tưởng, đồng cái ý chí, đồng cái nguyện vọng như nhau được. Thì chính họ, họ có sự tha hóa, họ có một cái sự, cái điều của chính họ coi đó là cái chuyện bình thường, nhưng chúng ta coi là chuyện khác thường. Cũng như cái người ác á, họ làm ác á, họ cho rất là bình thường, nhưng cái người mà người thiện á, thì có chỉ có cho chuyện làm ác nó rất là dị thường. Thì bây giờ chúng ta biết hai cái phương hướng, dẫu chúng ta có thể nói chuyện, có thể sinh hoạt là bè bạn với nhau, nhưng cái tướng ấy, cái tướng ác, cái tướng bất thiện của họ, họ thể hiện thì chúng ta phải tránh né, chứ chúng ta không có gần kề được. Thì tính cái trạng thái này là khác được, rất khác
cho sự thích nghi và sự biến tướng rất là quan trọng, mà người tu cần phải lưu ý cái điều này. Nhiều khi đó, trong nhóm Phật tử tất cả để lễ lễ lại lại, để cúng dường, để nghe pháp, nhưng có nhiều Phật tử biến ra một biến tướng, họ tha quá, họ đi vô đó, họ không phải bằng một cái sự ngồi đó để nghe pháp, mà ngồi đó để chuyện trò, để bà tám bà chín lộn xộn, hay là nói người này khen người này, nói xấu người kia, hay một đặc điều đặc chuyện làm cho nó vui, chứ họ không có nghĩ rằng họ đi đến chùa để lễ Phật, để nghe pháp, để tu tập gì cả, mà đi đến để vui. Thì chính là những người đó đi vô họ cũng tập thích nghi, nhưng cái tướng của họ nó khác. Và khi chúng ta đi thì chúng ta thích nghi, mong rằng tất cả mọi người bạn đạo của chúng ta đều đồng tu đồng học. Còn nếu như họ làm như vậy thì chúng ta tránh né là cái điều tốt nhất. Cũng như là đây là sự khác biệt rất là lớn giữa một người Phật tử đi chùa với cái tâm tỉnh tính, một người đi chùa với cái tâm coi như là có nhiều cái sự mất mát, thì có nhiều cái mục đích khác nhau, thì đây là điều mà chắc chắn chúng ta không có nên như thế. Và thì cái bậc thượng tổ đó con có được điều trị bệnh như vậy mới đích với bậc vì cái cô túc thì cái cuộc sống của nó không thay nhất. Sa thú kính thưa thiền chủ tọa thượng quyền. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại một điều như vậy là khi chúng ta học thắng pháp thì chúng ta học rất là nhiều phần liên quan đến cách nói vị một, và ở kinh đạn thì có rất nhiều phần chúng ta nói theo cách nói đại loại, mặc dù ở trong cả hai kinh đạn và thắng pháp tạng đều nói đến vị một và đại loại. Bởi vì điểm này thì chúng ta không thể bỏ phần nào được, chúng ta phải học cả hai bên luôn thì chúng ta mới có thể hiểu được. Ví dụ như là hồi nãy thượng tọa thượng siêu có đề cập đến là ở trong bộ đầu tiên của thắng pháp tạng là bộ pháp tổ Thamasangani, thì thưa quý vị có phần những tiêu đề về thắng pháp và những tiêu đề về kinh tạng. Thì tiêu đề về kinh tạng đa phần là cách nói đại loại. Ở trong cách nói đại loại đó thì chúng ta phải nói ví dụ như là pháp tri ân và báo ân. Thì sự tri ân và báo ân nó không có đơn giản đó, là một điều mà chúng ta nói rằng có một cái chi pháp nào đó gọi là chi pháp tri ân hay chi pháp báo ân. Mà tri ân và báo ân đó nó là một cái sự thể hiện mà ở trong đó kết cấu bằng nhiều cái trạng thái tâm tỉnh hảo, trong đó có cả trí tuệ, trong đó có cả tính tấn niệm định và vật tính niệm thọ quý. Thì hai cách nói này chúng ta nên hiểu là hai cách bổ túc cho nhau, chứ không phải là hai cách mâu thuẫn. Tương tự như là khi mà chúng ta nói chuyện với một người nutritionist mà họ chuyên về các sinh tố, như là sinh tố A, B, vitamin A, vitamin B, vitamin C chẳng hạn, thì
tôi chắc đẳng bị rớt rồi thì em đợi xin nó lại. Cảm ơn cô Lê Thị Nguyệt. Thưa quý vị, chúng tôi có ví dụ về cách nói đại loại và cách nói vĩ mô đó. Là như trường hợp cũng thời nói về gì dinh dưỡng, mà chúng ta nói theo cái cách nói của một cái chuyên về dinh dưỡng là ở trong loại cây trái nào, những rau cải nào mà có qua trong vitamin A, vitamin B, vitamin C v.v. thì nó là một cách nói. Nhưng mà khi mà mình nói về cái dinh dưỡng theo những cái nhà người đầu bếp họ nấu, ví dụ như khi mình nấu có trái cây như thế nào, có rau xanh như thế nào, nấu thế nào để cho vừa miệng, nấu thế nào dễ ăn, đó là một cách nói khác. Nhưng mà chúng ta không nên vì cái này mà chúng ta phủ nhận cái kia, tại cái nào nó cũng có lợi hết. Một cái người mà họ nấu ăn ngon cho chúng ta mà mình ăn ngon nó cũng có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà nấu ăn ngon là một lẽ. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu sinh tố, những cái vị thuốc, những cái gì mà lợi độc và lợi cái thực phẩm thì nó cũng tai hại. Chúng ta rất là cần những người nutritionist, tức là những người chuyên về dinh dưỡng đó, họ cho chúng ta biết rằng trong đó gọi là sinh tố gì vân vân. Nên đặc biệt trong cái phần mà học về thủ tướng Tịnh Hảo thì chúng ta sẽ có đi qua lần lượt cả hai cái cách nói theo vĩ mô và theo đại loại. Rồi nếu quý vị chú ý thì nó có lợi lâu dài. Dĩ nhiên cách này chúng ta chỉ học còn vài hôm nữa, còn khoảng chừng 5 bài học nữa là chúng ta đã đi qua phần này rồi. Thì chúng ta sẽ trở lại như là chúng ta đã từng học những phần chuyện khác. Nó thuần về thắng pháp, nhưng mà riêng ở tại đây thì rất là cần để chúng ta hiểu cả hai mặt. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Trang Tham Ma. Kính Trương Chí Tăng đã vào Rung để hỗ trợ. Và đảnh lễ quý ngài, kính chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.